Hey, xin chào tất cả anh em nha thì à, trước mặt của mình đây là một à, cái giống cũng khá là nổi tiếng trên thị trường hiện tại bây giờ đó là giống vú sữa hoàng kim thì à, vú sữa hoàng kim á, thì à, quý bà con nông dân mình cũng biết đó thì à, đây là một cái giống bắt nguồn từ nước ngoài về của đài loan thì giống này là cái trái thì vú sữa hoàng kim á, thì à, nó có vị ăn nó dừa à, nó không có ngọt thanh nó ngọt à, đậm đặc như vú sữa thường của mình đây nó ngọt dừa thôi nhưng mà trái của nó thì nó màu vàng nhìn nó rất là đẹp thì hiện tại thì cây này năm trồng được khoảng một tháng 20 ngày khoảng một tháng 20 ngày rồi tại lúc mà mua về thì mua về thì cái cây này là là nó rơi vào tầm khoảng từ hai tắc mấy à hay hai từ ở dưới gốc này lên hai tắc khoảng hai tắc hai hai tắc hai à là năm về năm trồng thì ngày hôm nay được gì đây À, bữa nay nó bắn cái ba cái chi ra nè nó chia, chia, chia ra nè đặc biệt cái vú sữa hoàng kim này á thì à, nam chỉ ưu tiên đi cái dòng hữu cơ và cái bu mát à, nếu bà bà con nông dân nào mà có trồng vú sữa hoàng kim á đâu mình gãy cái hữu cơ vi sinh 007 và bu mát sa băng đi lá nó xanh nó dày lắm nè lá nó xanh nó dày cái bộ lá của mình vú sữa hoàng kim còn mình gãi phân NPK nhiều quá bà con thì cái vú sữa hoàng kim của mình á nó cái lá nó có hiện tượng nó chuyển qua màu vàng nha thì cái đó nam đi vườn nhiều nam cũng thấy là như vậy thì vú sử hoàng kim á, thì cách trồng thì nam lên một cái mô như thế này nam lên một cái mô nó vừa vừa thôi xong rồi bắt đầu là nam tiến hành bắt đầu nam sẽ trồng uh, trồng xuống thì nam bón lót ở dưới hữu cơ vi sinh không bảy và bùn sa băng nam trồng đó, thì hôm nay thì được như ngày hôm nay đây thì dưới sử hoàng kim thì rơi vào tầm khoảng là bữa nay nó rơi vào tầm khoảng tới cái ngực của nam rồi tới cái ngực kìa nè tới cái ngực thì à, bây giờ à, Năm để cho nó cao lên chút nữa, năm sẽ tiến hành bấm cái ngọn, cái ngọn bấm cái ngọn cho nó túa cái tàn nó ra. Để sau này cái tàn nó nó như cái tàn dù vậy á để tạo cái tàn mà. À, hôm nay này nè. Năm trồng dữu à, sứ con kim. Đây, đây một cây nha. Đây là cây thứ hai nè. Ừ, cây thứ hai nè. Đây. Ngày hôm nay nè. mặc dù là cỏ hơi nhiều cỏ gác hơi nhiều năm cũng tháng mùa nắng này năm cũng không dám bằng cỏ cho nó sạch ra Tại vì tháng mùa nắng này là mình để cỏ cho nó giữ ẩm trong đất của mình Tại vì nắng tháng này bước dầu tháng giêng tháng giêng qua tháng 2 là bắt đầu nắng nó lên này nắng dữ lắm nắng này nắng hét á hiện đầu là mình không dám bằng cỏ mình chủ yếu là để cho nó 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 gì vừa mình chỉ phát mà phát trên mặt thôi để cho nó nó giữ ẩm cho cái đất của mình cứ để mình phát nhiều quá cái 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 đất của mình nó bị á, cây mình nó bị hóc lắm ừ, dứa sữa hoàng kim ngày trước đó, thì mình cũng có lên Lâm Đồng thì cái farm ở trên Lâm Đồng thì nói chung là là cái trái dứa sữa hoàng kim thì mình cũng đã thưởng thức và dạ, ở cả thậm chí ở miền Tây miền Tây thì bà con nông dân ở miền Tây cũng đã có trồng dứa sữa hoàng kim nhưng mà trồng cái số lượng nó nó cũng không có nhiều cho mấy, tại vì cái giống này nó cấp đầu tiên á là cái giống này nó rất là mắc, một cây nó rơi vào tầm khoảng từ hai trăm gửi ba trăm ngàn một cây, thì sau này bắt đầu là giống nó biết có nhiều đại trà thì bắt đầu là lúc này nó mới rẻ lại, thì cây giống đợt vừa rồi năm mua là một cái cây này là năm cây năm mua năm cây là một cây một trăm ngàn một cây, thì ở đây á thì năm mua là cái gốc cái 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 cái, cái cây này dưới kim này á là trồng từ cái hộp trồng từ cái hộp luôn chứ không phải là là là, là chui cành nha mọi người đây đây một cây nữa nè ừ. đèn cây nè ừ. ở đây thì à, vú sữa hoàng kim á, thì à, thì theo như nam á nam đi làm vườn á cho bà con nông dân á thì nam thấy như thế này dứa sữa hoàng kim á trồng á thì trồng từ bằng hộp á thì cái cây dứa sữa hoàng kim của mình á nó sẽ không có thần có nghĩa là nó nó không có thần với cái đời ép mọi ép uh, cái đời của cha mẹ nó không có thần là nghĩa sau là nghĩa là sau này cái gì cái trái á, nó sẽ không có thần còn nếu mà trường hợp bà con nông dân nào mà mua được cái giống mà gọi là chui cành á chui cạnh á thì cái giống chui cành nó sau này cái trưởng trái á, nó sẽ nhiều nè sai sai trái nè cái thứ hai nữa là nó sẽ cho mình cái trái sớm hơn vì với hai nữa cái chất lượng trái nó rất là ngon đây, ngày hôm nay nó chia ra nè. Nó chia chia, chia, chia ra. Nó chia 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 ba cái nhánh ra nè, đâm ra nè. Mình nói với mọi người nha. Thì dưới sự hoàng kim á, ở đây á thì nếu mà nói về cái vùng đất của An Giang á, dưới sự hoàng kim hiện tại giờ á là theo như Nam biết á, là cái vùng ở Nam á là vũ sư Hoàng Kim á. ít khi ai biết lắm nếu mà nói ra cầm ra cái trái cái cái trái dứa sữa hoàng kim đi cái quay ngang đưa cho bà con bà con mình đi bà con mình cũng không biết là cái trái là trái gì luôn đó tại vì cái giống này nó cũng gọi là rất là mới ừ. này thì nói chung là làm năm cũng kỹ lắm kỹ là lúc về vấn đề mà trồng á năm tứ dưỡng rễ thường xuyên cho cái cây dứa sữa hoàng kim để cho nó nhanh phát triển lên dưỡng rễ thì năm dùng cái hu mít á nam tứ định kỳ cho cái cây tứ định kỳ định kỳ định kỳ vậy đó cho ảnh. ở đây thì năm trồng được 5 cây thì năm cây dưới sự hoàng kim thì uh, uh, năm trồng để sau này năm sẽ chiết cành ra chui chui cành năm sẽ chiết cành luôn ví dụ như sau này mà cái tàn nó bự rồi á thì năm sẽ chiết đây thì quý con nông dân mình thấy đó thì dưới sữa con kim nó trồng cực kỳ dễ nó trồng dễ lắm nó trồng dễ hơn so với tất cả những cây trái khác mà được cái là nó ít bị sâu gây hại này nọ luôn ừ. dưới một phần nữa, bà con nông dân mình luôn luôn lưu ý dùm cho nam một cái vấn đề này nè nam cũng chia sẻ đến tất cả quý con nông dân mình nè Ví dụ như mình muốn trồng vũ sử hoàng kim Thì mình mua cây giống cho nó đúng dùm cho Nam nha Có nghĩa là đúng là sao Mình phải lựa chọn ngay chỗ mà bán cây giống á, Phải uy tín chất lượng Tại mình mua gì mình trồng nha Còn nếu mà bà con nông dân nào á, Mà mua mà không cây giống mà nó không phải nha Không không có chỗ mà không phải chất lượng nha Là tôi đảm bảo bà con luôn Mua về tàn là quốc ma không Cái trái quốc ma Trái quốc ma mà vàng á tại vì cái vườn ở cái vùng ở dưới hậu giang á thì nam đã gặp rồi có nghĩa là bên cây giống bán hai trăm mấy gần 300 gốc cho anh chủ nhà vườn này hầu như là cây wuxima không tại vì sao wuxima cây wuxima với cây vú sữa hoàng kim này á cái lá nó chống thịt nhau à nếu mà bà con nông dân nào mình không kỹ á mình sẽ nhìn á là mình sẽ nói là nó là là vú sữa hoàng kim vú sữa hoàng kim khi mà trồng lớn lên rồi á, có trái á đàn là wuxima không đó là những cái lưu ý tại vì nam đã gặp rồi trường hợp này rồi thì anh em cũng uh, mua cây giống cũng lựa chọn cho chỗ nào uy tín giùm cho nam để mình mua bây giờ mình trồng chứ để mình ví dụ như bà con nông dân mình thấy đi một cái cây giống như thế này mình trồng nó rơi vào tầm khoảng từ một năm rưỡi hai năm nó mới có trái mà trong khi đó từ hai năm hai năm đi mà mà mình trồng lên á thì bắt đầu là là lên cái trái không phải trái dữ sữa hồng kim mà trái wushima thì thôi lại chờ người ta luôn á đó là những cái mà gọi là mình phải cần phải mua cây giống mình phải nghiên cứu ở chỗ cây giống nó như thế nào dựa nó như thế nào có bắn đúng giống hay không mình phải cũng phải tìm tòi là ừ coi thử ơi cái lá vú sử hoàng kim và cái lá của Ushima cái lá nó khác nhau ở điểm nào như chẳng hạn là cái găng lá nè đó rồi cái lá nó cũng thon nè nó nhọn nè đó là vũ sử hoàng kim nè đó mình phải coi mới được chứ còn nếu mà bà con nông dân mình á mà đi mua phải không cái họ đưa mình giống gì mình trồng á nó đầu trồng xuống 2 năm rồi bắt đầu không không ra được cái trái vú sữa hoàng kim mà nó ra cái, cái 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 wushima là thôi rồi luôn bán cho ai hôm ừ, nay nó chia nó chia cành ra nó chia ra nha nó chia 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 ra nè ừ. chia ra đây thì nói chung là nam trồng được khoảng 5 cây 5 cây vú sữa hoàng kim nhưng mà trong khi đó thì nam cũng đang trồng cây con cái cây, cây cây con để nam trồng thêm là năm sáu gốc đó thì nam trồng thêm nữa lá đẹp lắm nữa sau này trái nó ngon ăn nó ngon lắm vì quý bà con nông dân nào cũng lên cái lên cái hội vú sữa hoàng kim á quý con nông dân mình biết đó cái trái vú sữa hoàng kim á trái nó rơi vào tầm khoảng từ hai 300 trăm gram đảo lên mà một cái trái gì á một người ăn á thì nói chung là dư luôn á dư luôn đẹp có bò chỉ bò chỉ nó gây hại trên cái lá nè còn bò chỉ nè bò chỉ nè nó gây hại nè tháng này cái tháng mùa nắng cái tháng mùa nắng hầu như tất cả những cây ăn trái của mình đều bị bò chỉ và nhện đỏ gây hại tháng mùa nắng nó gây hại kinh khủng lắm rồi ở dưới gốc thì bị dịp sáp nó gây hại không gì hết nửa cao cao lên tầm khoảng từ mét rưỡi mét rưỡi bắt đầu là nam sẽ bấm cái lượng đọt này nè nam bấm cái đọt này nè để tập trung vào nó nuôi những cái nhánh này nè nhánh tâm nè nhánh thứ cấp nè nó sẽ nuôi những cái nhánh thứ cấp này bắt đầu cho nó mập lên nó bự lên tại vì sau này cái vú sự hoàng kim của mình á một là nó ra trái ngay chỗ cái lá hai là nó ra thẳng từ ngay chỗ cái cái, cái thân luôn cái thân nó dẫn ra trái luôn thì khi mà nhánh càng nhiều thân càng nhiều thì trái nó sau này nó càng nhiều đó là cái dứa sữa hoàng kim một số anh em chẳng như rồi mình cũng có quay thì anh em đó là, là lâu lâu nam cập nhật lại cái video uh, dứa sữa hoàng kim ở nhà nam uh, cho gửi đến tất cả mọi người xem về cái sức uh, uh, phát triển của cái cây như thế nào để cho quý con nông dân mình có thể là nắm rõ hơn đây lá xanh dày bóng mới gãi hữu cơ không không với bu massa băng luôn mọi người mới gãi cách khoảng được, được hai ngày hai ngày luôn nè mình mới gãy luôn thì cái cây vú sữa quân kim này mình cứ định kỳ mình gãy phân cho ảnh đi ảnh phát triển nhanh lắm ít khi ảnh bị bệnh hoặc là bị sâu lắm nghĩa là là nó dễ chăm sóc lắm thôi nam kết thúc video tại đây nha mọi người mọi người nào chưa ai chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh ủng hộ dùm cho nam nha